Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thì Thủy xin gửi đến quý vị cách làm món ăn lá nho cuốn với thịt. Món này là của người Trung Đông. Thì cũng giống như là bắp cải cuốn thịt mà thôi. Đây là cái lá nho mà họ bán ở trong cái ve. Nó bán ở trong này là nó lá nho mà họ hái, họ đã ngâm vào trong nước muối để mà giữ cho lâu. Và đây là lá nho mà Thủy đã lấy ra rửa sạch và sẵn sàng để mà cuốn thịt. Vật liệu thì có là thịt bò bằm sẵn, củ hành, cái rau thì là đã cắt nhỏ và cái rau mò rí đã cắt nhỏ. Và gạo thì một chén gạo thường và nửa chén gạo nếp. Thủy sẽ trộn chung với nhau. Nhưng mà trước hết là Thủy sẽ xào thịt trước. Trước khi mình trộn vào trong với gạo và những cái ngò và thì là. Thì cái lá nho cuốn này nó cũng giống y như bắp cải của mình mà thôi. Cuốn xong thì lại bỏ vô nồi hầm với nước súp cho nó mềm. Bây giờ thì Thủy xin được xào thịt trước nha quý vị. Thịt xào xong thì mình bỏ hết mấy cái mỡ chảy ra đi. Bây giờ thì Thủy bỏ vô khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi thì đổ củ hành vô. Cho đến khi củ hành thơm lên thì chúng ta đổ thịt vào. Trong lúc chờ đợi cái xào thịt thì Thủy sẽ ngắt hết mấy cái cuốn lá nho này nha quý vị. Cái lá nho cuốn thịt này nếu mà quý vị làm món chay thì quý vị chỉ bỏ cái phần thịt ra thôi. Và cái nước mà mình nấu cái cuốn đó thì nó là nước của rau cải chứ không phải là nước của thịt. Bây giờ thì Thủy sẽ đổ thịt vào được rồi. Nấu cho đến lúc mà thịt chín nó rời hết ra, nó không còn dính vào nhau nữa là được nha quý vị. Chừng đó chúng ta sẽ thảy bỏ những cái chất mỡ. Thịt bây giờ thì đã chín rồi, Thủy sẽ lấy hết mấy cái mỡ ra. Lấy hết mỡ ra sau rồi chúng ta sẽ cuốn. Đây là thịt, Thủy đã lấy ra hết cái những cái chất mà mỡ nó chảy ra từ thịt. Thì bây giờ Thủy đổ một chén gạo mà đã ngâm mấy tiếng đồng hồ rồi. Nửa chén nếp.
trộn đều với thịt. Bây giờ thì Thủy cho vô đó là một cái muỗng cà phê của bột tỏi nha quý vị. Và một muỗng cà phê của cumin. Cumin này bỏ vô đặng cho nó có cái món này là cái món của Trung Đông. Mình bỏ cumin vô là có cái mùi của những người ở Trung Đông họ nấu nướng. Cho nên nếu mà quý vị không có thích cái mùi cumin thì không có bỏ vô, chỉ có muối tỏi thôi. Và bây giờ thì nửa cái cup của nori. Và nửa cup của cái thì là. Trộn đều nha quý vị. Sau khi trộn đều thì ta có thể bắt đầu cuốn được rồi. Khác hơn cái bắp cải cuốn thịt của mình là bắp cải mình không có bỏ ngò hay là thì là vô đó. Thường người mình thì là xài cho những cái món mà có về cá cho nó bán cái mùi tanh thôi, còn nhưng mà ở đây thì cái người Trung Đông cái món thịt cuốn lá nho của họ thì là họ có bỏ thì là vô nữa. Còn nếu như mà mình muốn cuốn bình thường như là bắp cải thì mình không cần bỏ thì là hay là ngò rí vô, hay là không cần bỏ cumin vô, mình chỉ nêm với lại đó bột tỏi và bột củ hành thôi, rồi cuốn và hầm lên. Đây là cái nồi Thủy sẽ hầm cái lá nho cuốn nha quý vị. Khi mà mình cuốn thì cái phần lá mà nó nhám nhám ở mặt dưới của cái lá nho đó mình để nó ở phía trong, còn cái phần lá mình để phía ngoài. Khi mình cuốn thì mình múc một muỗng cà phê mà hỗn hợp, mình chỉ cuốn lại thôi. Và để vào trong nồi cái phần mà cuốn lại thì mình để phía dưới đặng cho nó không có bị mở ra. Lá nho thì có lá lớn, lá nhỏ. Lá lớn thì cuốn dễ hơn là lá nhỏ quý vị. Xong rồi quý vị cứ sắp xuống dưới cái đáy nồi.
Thế bây giờ là Thủy đã xong rồi, cuốn đã xong rồi, thì Thủy sẽ đổ cái nước sốt gà lên và nấu khoảng nửa tiếng đồng hồ cho gạo và nếp chín. Thì lúc đó là chúng ta đã có được cái món mà lá nho cuốn thịt nha quý vị. Thì sau đây Thủy sẽ làm cái sauce, yogurt sauce kiểu của người Trung Đông để mà ăn với cái này. Còn của ta thì ta có thể ăn với lại nước mắm ớt, rất là ngon. Nhưng mà trước khi mà đi đổ cái nước gà vô đó, thì mình phải để một cái dĩa lên trên, đè nó xuống để khi mà nó sôi đó, khi mà nước sôi lên, nước súp sôi lên, nó sẽ không, cái cuốn nó sẽ không có bị bể ra, nó không có nổi lên, nó không có bị bể ra. Bây giờ là Thủy đã để cái dĩa lên rồi, và Thủy cần một cái gì nữa nó nặng hơn để mà để lên trên cho nó đè xuống nha quý vị. Chén nữa cho nó đè nặng lên. Còn đây là nước súp gà Thủy đã nấu chín rồi và đã nêm nếm vừa ăn. Khi mà quý vị nêm nếm vừa ăn xong, quý vị đổ và nấu cái nước lá nho cuốn này đó, thì quý vị không cần nêm nếm gì thêm nữa cả. Và cái nước này thì đó quý vị đổ cho ngập những cái cuốn nha quý vị, tại vì khi mà nấu á phải đủ nước để cho gạo và nếp chín. Bây giờ thì Thủy có thể nấu 30 phút. Trong khi nấu 30 phút thì Thủy sẽ làm cái yogurt sauce. Và cái nồi Thủy sẽ nấu nha quý vị. Thủy sẽ dặn nó lên tối đa để cho nó sôi lên, xong rồi Thủy sẽ hạ bớt lửa xuống để mà đủ thì giờ cho nếp và gạo chín. Còn đây là yogurt sauce. Thường thì người Trung Đông họ rất thích ăn tỏi, cho nên trong cái yogurt sauce của họ, họ bỏ rất là nhiều tỏi. Bây giờ thì Thủy sẽ xay tỏi ra. Xay nhuyễn ra xong rồi thì trộn vào trong cái yogurt nha quý vị. Bây giờ thì Thủy sẽ trộn tỏi. Và bỏ vào đây khoảng một muỗng canh muối và hành lá đã sắc nhỏ. Bây giờ thì chúng ta đã có cái món mà yogurt sauce để mà ăn với lại cái lá nho hầm với súp gà. Yeah.
lá nho đã xong rồi quý vị. Và Thủy sẽ lấy lá nho ra. Đây là thành quả mà Thủy làm sáng nay. Đây là cái thành quả mà Thủy làm sáng nay, lá nho cuốn thịt và yogurt sauce. Nếu quý vị thích những cái video của Thủy, xin quý vị ủng hộ để Thủy có năng lượng làm tiếp những cái video kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị. Bye bye.